năng lượng tiêu cực ở trong người của mình nó sẽ tích hợp theo một cái kiểu khác hoàn toàn với những cái stress của tuổi 20. Đấy, có thể là cái này thì chị Nhi A qua lâu lắm rồi em. Dạ, qua lâu lắm rồi. Thì đó những cách để mà nếu mình nói gọi là chữa, không phải là chữa, rõ ràng này không phải chữa, này là trốn tránh. Nhưng có những cái loại rác là mình phải đối diện, mình phải đi đến tận cùng câu chuyện về giải pháp, đối thoại đến cùng, hoặc là đi đi sửa chữa lỗi lầm. Nhưng dù cho đó là rác tự hủy thì mình cũng không thể nào gọi là không làm gì cả. Bất hứng luôn á. Ngày tôi xa nơi đây, thấy trong tim còn cao, nhớ hơi quê, tiếng xe ồn ào. Ngày tôi xa nơi đây, đi tìm những khát khao, vẫn trong tôi nhớ buồn xiết bao. Thành phố có ai kia chẳng giàu mà sao đang khó khăn vẫn bé đôi bánh mì manh áo. Thành phố gì kỳ một lần kia, nơi đây sao mà vương vương ngôi bao nhiêu thương thương khi ai chia tay. Đó, cái bài hát hồi nãy á. Dạ. Sài Gòn gì kỳ hả? Thành phố. Ủa thành phố gì kỳ? Em. Dương á, Dương có hai bài là thành phố gì kỳ và Sài Gòn. Và Sài Gòn tôi sẽ. Em ghép. Chúng ta có bài thứ ba là Sài Gòn gì kỳ. Vậy thì có phải là trong đối với riêng em á? Dạ. Thì có phải là cái việc mà em viết một cái bài hát nào đó nó luôn dành cho một cái việc là em muốn giải tỏa một cái gì đó thì em sẽ tìm đến cái việc đó. Dạ chính xác là như vậy. Ngoài những cái bài nếu là chính xác không? Dạ dạ đúng rồi. Là em có nhiều cái để dọn dẹp lắm hả? Dạ. Tại vì biết nhiều lắm. Cái gì? Không, ủa em bao nhiêu bài? Em bao nhiêu bài? Không, xem cái... nhiều à. Tại nhiều vì à. Như vậy nè em, Dương á, Dương có một cái đặc điểm là Dương dạy tiếng Anh qua bài hát nữa. Dạ, cái đó thì biết. Và những cái bài hát đó ông tự viết lời đó thì rõ ràng là chắc nó cũng phải liên quan gì đến cái đoạn là giải tả cái gì đó. Em có hai cái mảng sáng tác mà em có thể thấy là nó rõ rệt. Thứ nhất là sáng tác cho mục đích giảng dạy, là em có một đặt mục đích chung trong đó, em sáng tác để chiều lòng công chúng, sáng tác để chiều lòng học trò thích nghe cái gì thì em sáng tác cái đó, thích Blackpink thì em cho Blackpink, thích Đen Vâu thì em cho Đen Vâu, thích Sơn Tùng thì em cho Sơn Tùng, thì cái đó là phục vụ cộng đồng thì không nói về cái đó. Còn có một cái loại sáng tác khác đúng như cô vừa mới nói đấy anh, đó là em dọn rác cho chính em. Em cũng biết cái này có phải là rác hay không, nhưng mà nó là một cái nỗi ưu tư. Em có một cái bệnh hoài niệm hay nhìn về quá khứ. Cho nên là cái dòng nhạc em xài, cái giai điệu em xài và những cái ca từ nó cũng thiên thiên về cái Sài Gòn cách đây khoảng 20 năm, 30 năm. Nói chung là tại vì em cảm giác là bạn Dương á với em hơi có cái giống nhau, là kiểu tụi em làm tùm lum công việc á. Như kiểu em vừa làm về truyền thông, xong em vừa viết lách, xong em vừa hát hò cho vui, xong em vừa làm cái thu âm podcast rồi. Rồi Dương thì một thầy giáo dạy tiếng Anh, xong rồi sau này Dương bắt đầu trở thành hot TikToker, xong rồi Dương xuất hiện này xuất hiện nọ, chị cũng vậy luôn. Có luôn hả? Đấy, thì thành ra em nghĩ rằng là ở một cái độ tuổi người ta kiểu lưng chừng 30 á, có người sẽ có một cái sự nghiệp ổn định, nhưng mà có những người sẽ có là nhiều cái sự nghiệp cũng tương đối ổn định, thì là ở mỗi cái giai đoạn kiểu như vậy á, em thấy là cái lượng gọi là những cái năng lượng tiêu cực ở trong người của mình nó sẽ tích hợp theo một cái kiểu khác hoàn toàn với những cái stress của tuổi 20. Cái hồi mà 20 hăm mấy á, khi mà có đi coi có chuyện gì bù mẹ la hay là bồ bỏ hay cái gì đó dễ khóc lắm. Nhưng mà sao ở cái độ tuổi này nè, khóc không được nha. Có nghĩa là tự nhiên khóc không được. Cho nên thành thử ra là em ở độ tuổi này em hay tìm một cái liệu pháp cho bản thân mình là bằng cách gì? Em đi xem kịch Hoàng Thái Thanh, hoặc là em đi coi phim. Nói chung là tự nhiên em cảm thấy nó xả được những cái nguồn năng lượng tiêu cực mà nếu như em không làm những chuyện đó, em không biết làm sao để khóc quá. Em khóc không được là vì nỗi đau nó chưa đủ lớn, hay là vì em khóc không được thiệt? Em không biết là nỗi đau em chưa đủ lớn hay là khóc không được. Nhưng mà có những cái trạng thái của ví dụ mấy năm gần đây đi, tại vì rõ ràng là
có những cái giai đoạn công việc mình không có ok, có những giai đoạn mình đặt ra những cái dự án là năm nay mình sẽ viết xong một cuốn sách, năm nay mình sẽ làm được một cái gì đó. Nhưng mà hồi 24-25 á, khi mà em đã từng đi nhậu về ở dưới cái cầu thang lên á, em vừa dừng xe một cái vô trong nhà á, em vừa dựng chiếc xe máy là em ngồi ngay chân cầu thang em khóc 2.5 tiếng đồng hồ. Còn bây giờ khi có những cái trạng thái vậy, em muốn khóc là em khóc không được. Có thể là cái này thì chị Nhi A qua lâu lắm rồi em. Dạ. Qua lâu lắm rồi. Nên là chị không có còn cái 20 lần thứ hai mình nữa. Nhưng mà tự nhiên khi vào cái chuyện khi nghe cái bài hát của Dương em thấy rất là xúc động. Dạ. Đấy. Giờ đôi khi chúng ta cũng không thể lấy cái nỗi đau của mình á để mình phổ quát lên thành nỗi đau của một độ tuổi. Đúng. Cho nên chị sẽ quay lại Dương. Dạ. Tại vì tính ra là hai đứa xem em có những cái nỗi đau tương tự và đồng dạng như vậy không? Em đã có 3 cái trung tâm tiếng Anh phá sản. Wow. Ê, nhưng mà 3 trung tâm thì quy mô của nó cũng đình đám lắm nha. Dạ. Nếu mà để phân tích về cái lý do tại sao đó thì chắc là hẹn cô hả? Giống như trong cái chương trình khởi nghiệp mình nói rõ hơn. Mà đại khái là chỉ có một cái này thôi, đó là không hẳn là mình làm chuyên môn giỏi thì mình sẽ làm kinh doanh giỏi. Gọi là cái nhen nhóm của cái việc không phù hợp với lại thị trường. Tức là một cái mầm mống của việc phá sản nó đã xuất phát từ trước đó 3 năm lận. Nhưng mà lúc đó thì em nghĩ là không thể nào mà thấy sống cả mà ngã tay chèo được, cho nên là em phải cố gắng cầm cự, và không phải là cầm cự để mình mong là nó sẽ như kia. Mà nó có hai lý do lớn nhất để cầm cự. Thứ nhất là cái danh dự của mình. Trời ơi, mình có tuyên bố với người ta là trời ơi mình có trung tâm ông chủ, trung tâm bây giờ phá sản quê vào đây này. Cái thứ hai nữa là cái này thì mới việc vì người khác nè. Em thấy có những cái anh em bạn bè của mình đã đi với mình từ những ngày đầu, mà bây giờ đùng một cái mà mình vỡ đó thì nó sẽ khó cho người ta. Tại vì người ta đã đi với mình đủ lâu để lên ở một cái vị trí này, mà nếu mà qua chỗ khác á, nó sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Và đặc biệt nữa là mùa dịch chính là đỉnh điểm. Mùa dịch tới 2 năm lận, chứ không phải chỉ có 1 năm. Thì trong cái năm đầu tiên của mùa dịch là cái năm dở ương ương á. Tất cả mọi cái chỉ thị nó đều dày nè. Nó không có quyết định gì hết, nên bỏ thì cũng không dám bỏ, mà giữ thì cũng không dám giữ. Nhưng chắc chắn một điều, nếu như bỏ vào lúc đó là các bạn đồng nghiệp của em, những người anh em của em sẽ không biết tìm đâu. Tại vì lúc đó chắc chắn người ta sẽ không có nhận thêm người. Đó, nhiều cái lý do để cho mình phải cầm cự, và cuối cùng đến một cái đỉnh điểm mình không thể cầm cự được nữa. Thực ra 3 trung tâm đó nó không phải đùng một cái mà nó phá sản cùng một lúc, mà nó từng đợt và mỗi đợt nó có lý do khác nhau. Rồi bên cạnh cái việc mất trung tâm, cũng là mất danh dự, nhưng em không có quan trọng cái đó nữa. Có nghĩa là đã từng, còn bây giờ là không nữa. Bây giờ thì không. Bây giờ là em sẵn sàng em nói là tôi là phá sản rồi đó. Cái đoạn mà không vì nó nữa, tức là đã vừa mới dọn xong cái mớ đó. Đúng rồi. Rồi, tiếp tục. Mất bạn. Cái này nếu mà... Hai đứa bắt tay nhau một cái. Dạ. Tại cái đoạn phá sản rồi sau đó mất bạn, hai đứa giống nhau. Mất bạn thân. Sao chị biết vậy? Em từng kể. Trong một đêm tối trời. Phải rồi, em đã từng kể về câu chuyện từ 30, cho nên là đã tính kể lại câu chuyện của mình, xong thấy Dương nó kể câu chuyện của nó sau thành câu chuyện của mình vậy. Cái tự nhiên không, nhưng mà thật sự đúng không? Cái khúc mà mình chuyện mà mình có thể mất về tiền bạc đồ này nọ, thật ra dọn cái rác đó ra khỏi người mình nó nhanh lắm nha. Tại vì thật ra nợ thì cũng nợ rồi, thua cũng thua rồi. Nhưng mà em bị mất chắc khoảng hơn 1 năm cho cái chuyện đấu tranh nội tâm rằng là ê, tôi là người thua cuộc rồi nè. Khó. Cái đó thì em không bị, đúng em không? Không bị. Nhưng mà thật ra em lúc đó cái thời điểm đó cách đây 5-6 năm của em á, em không dám thừa nhận á, kiểu áp lực với ba mẹ, tại vì em nói là để con làm, con tự tin là con thế này thế nọ. Xong rồi cái kiểu mọi người nhìn vào mình ở cái năm đầu tiên, năm thứ hai của mình khi mình làm nó cũng tương đối ok. Cho đến khi mà mình bắt đầu đến một giai đoạn nó hơi thoái trào, thì tự nhiên có thể là Dương sẽ vượt qua chuyện đó nhanh hơn em, nhưng hồi đó em bị là trời ơi, tôi chưa dám đối diện với chuyện là ê thế giới ơi, tôi không phải là cái thằng mẫn mấy năm 2 năm trước còn rất là ngẩng cao đầu, rất thành công ở đâu, tôi đang ê chề lắm đây. Thì em mất hơn 1 năm trời để cân bằng, để giải quyết chuyện đó. Tại vì thật ra cái giai đoạn đó không biết Dương, thì khi mà Dương bỏ cái trung tâm thì Dương thế nào, nhưng mà riêng em hồi đó em là em mượn tiền tùm lum tà la, bạn thân và bạn không thân gì em cũng đã mượn. Cho nên thành ra là bây giờ mình nói với người ta rằng là ê, thất bại nè, cho cái chuyện mình nói mình thất bại, nhưng mà họ tin mình nhiều quá để họ cho mình mượn á. Cái chuyện đối diện với tất cả những thứ đó, rồi nó quá khó hả? 1 năm trời đó của em á, các em chỉ nhắm mắt lại là chỉ có nhảy số về chuyện trả nợ, với thứ hai là ai sẽ là người giận mình tiếp theo. Ai sẽ là người bao dung được cho mình, ai là người không bao dung được cho mình, rồi nếu như mình mất cái người này mình sẽ giải quyết như thế nào. Cho nên là nó
nó hàng trăm những cái em coi, em nghĩ giống em như bãi rác Đa Phước vậy. Nói thiệt luôn á, em như cái bãi rác Đa Phước lúc đó mà em nghĩ chắc nó nội tâm em mà đổ ra chắc có nhiêu đó đó. Rồi lát cắt về doanh nghiệp, phá sản, sự nghiệp, còn cái rác nào nữa cho cái độ tuổi hai mấy ba mươi lưng chừng của các bạn? Dương trước. Ơ, nghe nói giống như là mình chưa bao giờ đi qua độ tuổi đó vậy đó. Trời, nói thôi, kiểu thượng đẳng lắm. Thôi thôi, tại vì được đi xa quá cô rồi, giáo đã hơn tụi em nhiều quá rồi. Hôm nay tụi em là hai đứa học trò ngoan ngoãn. Ý kiểu như mình nói theo kiểu mình chưa bao giờ hai mấy ba mươi vậy, kiểu sắp nghĩa ra là 40 sắp rồi đó. Thì cô sắp qua tới độ tuổi 20 lần thứ hai. Hoặc là có khi cô chưa trải qua với tụi em. Rồi ngoài tiếp chuyện tục sự nghiệp rồi đúng không, giờ tới chuyện tiếp bạn theo bè đó như... em bạn đó bè. Cô Nia là thấu hiểu nhất là em có những cái trăn trở về cái chuyện bạn bè và cái chuyện đó nó rất là ghê gớm, tới tận bây giờ em vẫn còn mỗi ngày cũng đều nghĩ tới những chuyện đó, đó là cái rác ở trong lòng. Thì em thấy hai cái đó là lớn nhất, còn những cái khác thì em nghĩ là ai cũng sẽ bị thôi, lo toan trong cuộc sống, chuyện gia đình, vợ chồng cái lộn hay cái này, chuyện đó rất bình thường, em không nghĩ nó là rác. Nó có một cái trải nghiệm của Dương mà thực ra tuổi thì nó không có sát sườn với cái độ là hai mấy ba mươi, nhưng mà nó cũng rất là liên quan và nó tự nhiên bữa nay nó khớp với Mẫn ghê, không biết vũ trụ xếp hai đứa kiểu gì. Nếu như mình cứ dùng một cái hình tượng là ok, tất cả những cái điều nó hỗn loạn trong trải nghiệm cuộc sống của mình, nó tạo ra trong tâm hồn mình rất nhiều những cái rác, những cái điều mà nó u ám như vậy, thì bây giờ nó sẽ có hai cái xu hướng xảy ra. Một là sẽ có những cái rác nó tự hủy. Học công nghệ sinh học đúng không? Rác tự hủy. Có những cái loại rác tự hủy. Có những cái loại rác là phải dọn. Đúng. Vậy thì bây giờ nếu như mà chúng ta gọi đó là rác đó, thì và với cái người đã trải qua rồi, cả hai bạn đều trải đắc qua rồi. Tương đối đắc đạo rồi. Ừ, đúng rồi, tương đối đắc đạo. Thì chị muốn các bạn xác tính rằng là... Xác tính. Thực ra mình nên dọn hay để nó tự hủy? Em có viết một cái bài là thanh lọc tâm hồn ở trên Facebook luôn, dọn rác tâm hồn Facebook luôn á. Em bắt đầu thì những cái việc rất là đơn giản luôn. Em bắt đầu thì những việc là mình đi làm bây giờ đã đủ mệt rồi, cho nên em không thể nào đi về nhà mà nhìn cái nhà em bừa bộn chén bát dọn rửa dẹp, dọn rồi, dẹp rồi. Em sẽ bắt đầu từ cái việc đơn giản là em dọn dẹp đúng rồi cái ánh mắt của em xung quanh á, đúng em về đúng nhà rồi là chính xác, em muốn nhà cửa của em mọi thứ nó ok đúng em rồi. Tin là nhà sạch thì tâm hồn em tự nhiên nó cũng mát theo đúng rồi. Xong rồi em sẽ dọn cảm... em dọn rác theo một cái kiểu thứ hai nữa là cách đây chắc là chị chưa chơi với em từ hồi đây 4 năm trước, hồi đó em mọc như thế này 12-13 kg. Em đã đến một giai đoạn cần phải dọn rác mỡ của tâm hồn, tại vì nó cũng tác động đến tâm hồn của em rất là nhiều. Em phải đi tập thể dục mỗi ngày, thì đó cũng là một cách thức để mà em dọn rác. Em tin là khi mà cái cơ thể vật lý, cái cơ thể sinh học của mình nó khỏe mạnh, thì tự nhiên cái tinh thần của mình nó cũng phấn chấn hơn. Rồi từ khi mà tinh thần mình phấn chấn rồi á, thì tự nhiên mình sẽ có gọi là đầu óc minh mẫn, mình giải quyết những cái công việc, yêu đương, bạn bè, mọi thứ nó sẽ dễ dàng. Như kiểu hồi xưa chơi thì cũng ráng chơi, bây giờ là không có ráng chơi nữa. Được thì chơi. Được thì chơi, không được thì thôi. Và không phải cố gắng là duy trì một cái mối quan hệ, dù là quan hệ gì cũng vậy, một quan hệ mà ráng nữa. Mà thôi thì thôi, chứ cũng không phải là thôi trong hằng học cập. Đúng rồi. Đấy, thì em nghĩ là dọn rác tâm hồn từ việc là những cái nhỏ nhỏ, dọn rác của thể xác trước, rồi tự nhiên tâm hồn mình nó được thanh thông đi, mình nhìn mọi thứ nó sẽ sáng sủa hơn. Sẽ có những cái loại rác nó tự hủy, có nghĩa là nó nằm trong cái ngưỡng tự chữa lành, mình không cần làm gì hết. Việc của mình lúc đó là mình không có cần phải cố gắng đào sâu cái điều đó, bóc tách nó, phẫu thuật nó, rồi xử lý một loại hóa chất đặc chủng với đó, không cần làm gì cả. Nhưng có những cái loại rác là mình phải đối diện, mình phải đi đến tận cùng câu chuyện về giải pháp, đối thoại đến cùng, hoặc là đi sửa chữa lỗi lầm. Nhưng dù cho đó là rác tự hủy thì mình cũng không thể nào gọi là không làm gì cả. Bây giờ cái gì là quan trọng nhất với mình, mặc dù cái lỗi này là không liên quan đến người khác nha, mặc dù cái lỗi lầm này, cái rác này thực ra là dù cho nó hại đến đâu đi chăng nữa, chỉ có một mình thôi, không có ai liên đới trong câu chuyện này hết. Nhưng mà nếu như mà mình không nghĩ rằng là mình phải làm gì cả thì có thể nó sẽ đi đến những câu chuyện nặng nề hơn, nó sẽ làm cho em bị hoại tử luôn. Mà cụ thể đối với các vấn đề tâm lý thì đó là chuyện mà chúng ta bị trầm cảm kéo dài chẳng hạn. Nếu như mà theo như lời của Mẫn là phải làm này làm kia, phải vận động nội tâm, thì thông thường những cái việc cụ thể mà em hay làm để em có thể tìm lại sự an tĩnh, em thanh lọc tâm hồn của mình, em làm cho mình đỡ rối ren, thì thường em hay làm gì? Cách xả stress của em ha cô? Ừ. Sáng tác.
Đúng rồi, và sáng tác. Nói chung là khi mình buồn... nghe là hai đứa quen nhau hồi nào vậy? Mình gặp gì đó? Tôi hay là ai? Tôi là ai trong cuộc tình này người trời? Ta hẹn ước từ hư vô. Gặp nhau chỉ khi vừa ngày giờ. Câu chuyện không nên nhuốm màu đam mỹ thêm ở khúc này nữa. Mình dừng lại, mình vô giải pháp tâm hồn. Rồi. Trả lời câu hỏi của cô giáo. Một hồi tôi có ra. Chứ rồi quay trở lại. Thì đúng rồi đó, thích sáng tác, dạy hay là đi nói chuyện với bạn. Nó có chung một cái đặc điểm đó là mình xuất ra một cái loại hình ngôn ngữ để cho người khác đón nhận. Thì em sáng tác có nghĩa là em viết lời, viết bài ca, và người ta nghe, người ta vỗ tay, người ta khóc, học trò của em khóc, xúc động. Thì em cảm thấy như vậy là vui. Như vậy là xả được stress, có người lắng nghe. Hay là khi mà mình dạy đó, mình mang lại niềm vui cho học trò, thì mình cũng vui luôn. Thì đó là những cách để mà nếu mình nói gọi là chữa, không phải là chữa, rõ ràng này không phải chữa, này là trốn tránh. Mình lấy cái niềm vui khác để mình tạm quên đi. Rồi, cái cũ. Dám nói câu này thì quá xuất sắc. Tại vì sao? Cô định hỏi em một điều là dù là sáng tác hay dù là dạy học, nó đều là những cái loại hình lao động rất là phức tạp và đòi hỏi cái sự lao lực về mặt trí tuệ rất là cao. Vậy thì nếu như mà chúng ta đánh tráo khái niệm rằng là tôi đang xả stress đó, tôi đang dọn rác tâm hồn đó, nhưng về bản chất là bạn đang lao lực nhiều hơn. Em bạn đang thức đêm thức hôm để bạn sáng tác nhiều bài, bạn đang gia tăng cái lớp dạy và tự nhiên để khỏa lấp cho thời gian là đó, khỏa hả? Lấp thì đôi khi là rác này chưa dọn xong thì đã thêm một cái mớ khác rồi. Thì em nghĩ là cái tín hiệu nào trong cái trải nghiệm đó của em mà em tin chắc rằng là em đang xả stress chứ không phải là em đang né tránh? Tại vì em làm em cảm thấy vui thật. Em cảm thấy vui thật và rõ ràng không có ai bắt em làm cả. Và khi em làm nha, nhiều khi có một cái ý tưởng âm nhạc nó xuất hiện trong đầu lúc đó 12 giờ đêm là em phải ngồi dậy em làm liền ngay lập tức chứ không thôi là nó mất. Và em cảm thấy như vậy là enjoy sướng, chứ không phải không? Là dạ đúng rồi, sướng chứ không phải là mình thức đêm thức hôm, không phải vậy, không có ai bắt mình làm. Mai mốt đừng có nói tôi nghiện việc nữa. Dạ. Thôi, bà thù mình từ cái mùa này số này qua số nọ luôn á. Không phải, không cần phải làm cái chuyện này mới hậm hực. Mà nó cứ gặp cô nó nói cô bị nghiện việc vướng. Dạ. Anh luôn luôn lo cho cô là cô em làm việc từ 4 giờ sáng đến 12 giờ đêm, 1 đó. Giờ sáng. Cô em bị thuộc dạng là nghiện việc. À. Nó khác, còn này là cảm hứng tới rồi này nọ rồi ngồi là giống như em với em tổ chức đêm nhạc. Ủa, tôi làm việc tôi cũng rất là cảm đúng hứng. Đúng rồi, đó nó là như vậy. Ơi. Cái này em giống cô. Các bạn nặng lòng, các bạn bị lo âu, các bạn bị cảm thấy bất an vì mối quan hệ này, mối quan hệ kia, vì sự thất bại này, sự thất bại nọ, vì cái bất an này, cái bất an khác. Là bởi vì cái dữ liệu trên thần kinh của chúng ta nó tập trung vào điều đó. Thần kinh của chúng ta nó bị tập trung vào những cái sự kiện đó quá nhiều. Thế thì bây giờ một trong những cách để làm nhẹ cái sự tập trung đó lại là gì? Là bạn phải có dữ liệu mới. Thế thì dữ liệu mới lúc này là quét nhà, quét rác, dọn dẹp, tập gym, may đồ, bla bla bla, nói chung là mình phải nạp thêm thông tin. Và cái thông tin đó phải là thông tin vừa sức, có nghĩa là đó là điều mà bạn đang muốn làm. Và cái thứ hai là nếu như mà nó gắn với những cái hoạt động thể chất nữa thì nó càng tốt, bởi vì nó làm cho các cái hệ cơ quan của mình á, nó được hoạt động thực sự. Tuy nhiên thì chị nghĩ rằng là sẽ có những cái rác á, mà phải cần máy đa dụng em. Máy đa dụng? Máy đặc chủng, sorry, máy đặc chủng. Giống như là có bãi rác Đa Phước thì không có cái chuyện mà đem chổi chà ra đó quét đâu, mà phải là cái câu chuyện xử lý hóa chất tầng sâu, rồi phải là câu chuyện máy xúc máy ủi. Thế thì cũng không loại trừ những cái thất bại lớn ở cái độ tuổi này đâu, tại vì sao, độ tuổi này đâu có còn nhỏ đâu. Đúng rồi. Nãy giờ nói kiểu tụi em 20-30 kiểu như nhỏ lắm á, mọi người nghe giận với sợ. Già rồi để người ta đã phải định vị bạn vào những cái nội dung, những cái nhiệm vụ rất là lớn. Đúng rồi. Lập thân lập nghiệp, có trách nhiệm với xã hội, cho nên chí lớn cũng đoạn này mà gầy, mà thất bại lớn cũng đoạn này mà tiêu. Nên có những cái thất bại mà đôi khi các bạn phải gặp gỡ được những cái người mà họ phải rất là chuyên môn để làm cái điều đó, ví dụ phải đi trị liệu. Thật ra chị nghĩ đó cũng là một cái giải pháp mà chúng ta cũng không cần phải né tránh hoặc là cảm thấy đó là một giải pháp nó quá đáng sợ đâu, bình thường thôi. Tại vì nó có một cái vấn đề á, là thật ra với người Việt Nam nói riêng hoặc là người Á Đông nói chung á, em cảm thấy là vẫn chưa có xem cái việc mà trị liệu tinh thần là một cái... Ê, bữa nào mình nói chuyện cái đoạn đó đi. Vậy hả? Mình sẽ nói chuyện với nhau là khi nào thì đi gặp bác sĩ tâm lý thì đi. Đây, cho nên ý em nói là vì mọi người không có cảm nhận được cái tầm quan trọng của chuyện đó, vì thấy là đây chỉ là những vài cái vấn đề tâm lý thôi, họ không cảm giác đó là cái chuyện cần phải điều trị, cho nên thành ra là cứ giữ trong lòng,
xong rồi tự xoay sở. Nhưng mà có những cái, chị nói đúng, có những cái nhỏ mình tự xoay sở được, mình tự cứu bản thân mình được. Nhưng mà có những cái mình không nhận ra là nó vốn dĩ đã lớn rồi, thành ung nhọt cần phải, nhưng mà cái ung thư phải trị rồi. Và lúc đó họ không trị gì hết, vì không ai thấy có vấn đề hết á. Cho nên là thành ra cứ nó là tâm lý chung của người Việt Nam, em thấy. Có khi nào người đó ngồi đây không? Đây hồi nãy nhớ cái đoạn mà về lao xe vô ngồi gầm cầu thang hay góc cầu thang? Khóc 2 tiếng rưỡi. Ngồi trời nó kiệt sức lắm đó. Khóc xong rồi từng cơn, xong rồi ngồi hồi xong khóc tiếp. Tức là tưởng là lành rồi xong rồi nha, xong rồi khóc tiếp. Và cái việc mà khóc tiếp là nó cứ tự trào nó khóc thôi đúng không? Mình cũng không có kềm chế được cái khóc đó. Hết chuyện này tức là tự nhiên lúc đó là khóc chuyện thất bại xong, tới khóc chuyện bồ bỏ, khóc chuyện bồ bỏ xong, thấy ok rồi, tới khóc chuyện trời ba mẹ mình biết chuyện này thì sao? Thế là cả thế giới chống lại mình vậy hả? Lúc đó tự nhiên nó hết chuyện này, nó nối qua chuyện kia nối qua chuyện nọ. Em có nghĩ là tại thời điểm đó em trầm cảm không? Ờ, thì chắc là vậy. Vậy em có nghĩ là thời điểm này em hết trầm cảm chưa? Chị đặt ra những câu hỏi chuyên môn, giờ em có trả lời được là bây giờ em hết trầm cảm chưa? Em thấy hiện tại thì em đang cũng ổn. Em không khóc được có nghĩa là em ổn. Vậy hả? Em có nghĩ là không khóc được cũng là một dấu hiệu bất thường không? Tại vì tuyến lệ nó làm việc theo cơ chế là phải khóc mà. Thực ra cái việc mà không khóc được đó, nó cũng là một vấn đề rất là lớn trong trị liệu tâm lý á Mẫn. Vậy chị nghĩ em nên đi trị liệu tâm lý. Chị sẽ đặt lịch cho em. Thực mà, bây giờ khi mà chúng ta hoài nghi một cái gì đó thì rõ ràng chúng ta nên kiểm tra đúng không? Yeah. Mình có rác trong tâm hồn hay không thì cũng cũng rõ ràng là cũng nên ngồi tự đối thoại bản thân em mà. Em hết sức đồng ý, bởi vì á em là một cái người bệnh rất là quan tâm đến bản thân mình, dù là bệnh gì em sẽ nếu như người ta nói đó là bệnh, người có chuyên môn nói đó là bệnh, em sẽ đi điều trị, em không ngại chuyện đó. Và em nghĩ em nên lan truyền cái tinh thần này cho tất cả mọi người, là nếu thật sự mình có bệnh và mình tin vào cái người mà chia sẻ điều đó với mình, mình nên đi trị, dù là một cái vết thương nhỏ mình nghĩ là nó không sao, nhiều khi nó ăn sâu nó hoại tử. Rồi một cái vết thương tâm hồn cũng vậy, có thể bây giờ nó ổn hoặc là em tự thấy nó ổn, nhưng mà ở góc độ chuyên môn có thể chị thấy nó không ổn. Thì em tin chị, em sẽ đi trị liệu. Trời ơi, nghe tự nhiên tin chị nghe nó áp lực ghê. Khi mà nghe cô nói như vậy á, làm em nhớ tới một cái việc xảy ra trong mùa dịch, đó là em có một người bạn ở Mỹ. Bố của bạn mất mà bạn không thể về được, bạn nhờ em những cái việc sau, cái việc hậu sự. Thì cái lý do mà bố của bạn mất chính là vì một lần bố cắt móng tay. Và nó cắt phạm vô cái tay cái vậy tay. Thôi chỉ ông có bị như vậy thôi đường. Ông bị tiểu đường, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà không phải tiểu đường luôn. Nếu mà có tiểu đường thì là cái đó là rất là cẩn thận. Nhưng mà người này không có bị tiểu đường. Có thể là ông không biết. Dạ, em cũng không biết, nhưng mà nó bị nhiễm trùng. Và cái sau vài ngày đó thì nó sưng lên. Và bắt đầu mới đi khám. Và lúc đó thì nó đã lan qua những cái ngón khác rồi. Và tới xui đó là nó đã lên tới não và không thể chữa được nữa. Thì cuối cùng chúng ta có thể thấy rằng tất cả mọi việc nó xảy ra trong vòng 5 ngày, từ lúc ông cắt móng tay cho tới khi mà ông đi. Đó, thì đôi khi có những cái vết thương nhỏ nó có thể để lại cái hậu quả to mà chính bản thân mình không biết. Thì nếu mà cô hỏi em ổn chưa thì thực sự em không thể biết được. Thì cũng phải đặt lịch. Không, mình không muốn câu chuyện đi tới đoạn này là ai cũng cảm thấy là mình phải có một cái lịch cần phải đặt cho mọi người. Cho nên nói đi nói lại rồi là nếu như có điều kiện, nếu như cảm thấy sẵn sàng, nếu như muốn mọi thứ nó sáng rõ thì thôi, đi gặp một cái người để được giải mã nó vẫn tốt hơn. Đặt lịch. Tóm lại là dù nhờ người ngoài hay tự bản thân mình vận động thì có rác là phải dọn, đồng ý không cả nhà? Có rác là phải dọn. Có rác là phải dọn, lát nữa đứa nào bày rác này ra đứa đó dọn. Hai rồi cũng khác, nhưng riêng thằng này thì nó khác. Nó ăn cả một vốc muối chị ạ, em nhìn thấy mà em ớn lạnh luôn á. Nó ăn cả một vốc muối, sao vậy Dương? Khi em buồn em hay ăn muối hả? Có không, đây là liệu pháp tinh thần của em hả? Ê nói nghe nè, ngoài cái việc mà đàn hát thì em có đọc viết không? Em có đọc ít và viết rất nhiều. Em đọc ít hả? Dạ. Tại vì cái món quà mà chị chuẩn bị tặng cho em á, là cái món mà rơi vào đúng cái chỗ ít đó đó. Là em phải đọc nhiều. Chạm chạm tặng luôn á. Ủa? Tự nhiên đọc ít là sao? Ủa em ơi, sách là em viết thiệt, nhưng mà tặng hay không là do chị quyết mà. Cái người người ta ăn ít không có nghĩa là người ta không cần ăn hoặc là không biết cách ăn. Yes. Ủa rồi tác giả đi ra luôn rồi. Đúng sao thì tác giả đi vô là đây là hai quyển sách của Mẫn Mẫn. Trời ơi trang trọng quá mọi người. Ngồi xuống. Dạ. Trong không khí long trọng của ngày hôm nay. Không phải. Trời ơi chị ơi. Chị ơi. Ôi là trời quá. À đây là hai quyển sách số 1 và số 2 của tác giả quyền Phạm của tôi Mẫn. Bà tự tặng tự nói gì nói luôn đi. Xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo 9X. Có ký tên Thái Dương. Dạ vâng. Đã tham gia câu chuyện ngày hôm nay.
mình đang sống cuộc đời của ai và có những ngày trông trên giữa phố. Mến tặng em Thái Dương, chúc em luôn được sống cuộc đời mình muốn. Phạm Minh Mẫn ký vào ngày 19 tháng 4 năm 2022. Tại Sài Gòn, tôi sẽ. Sài Gòn tôi sẽ. Ê, mình tặng thì mình có qua có lại đúng không? Dạ. Yeah. Sài Gòn tôi sẽ đi. Đúng. Rồi, okay. Một đoạn Sài Gòn tôi sẽ nha. Không phải biết sao nói vậy không? Em có đau lời bài hát sẵn. Trời ơi, để người ta được hát, người ta phô diễn cái giọng của người ta đó mọi người. Thôi đi người rồi, ta coi. Rồi tôi vỗ tay cho. Ké phèm của thầy giáo Hải Dương thôi. Rồi dần luôn, dần Hải luôn. Ủa? It's ok. Ké phèm thầy giáo thấy chết rồi. Fan của Dương coi tập này chắc. Trời ơi, miếng trò của thầy Dương đông lắm. Chết. Xin lỗi mọi người. Em xin phép để đây. Mặc dù đàn là của em nhưng mà chị trân trọng cầm lên dạ, trao gửi nó cho em. Cảm ơn cô. Chị thuộc bài này không? À, Sương Sương. Hàng quán hay chợ búa hay là công trường, giảm hát hay là công viên, rồi giáo đường, cửa đóng then cài để bao người nhớ quạnh vắng khi nhìn lá rơi đầy vắng vương, những dây răng mắc khắp mọi nơi như đang buộc trói tâm hồn tôi. Tiếng xe còi hú nghe tạ tơi, nghe tạ tơi. Sài Gòn tôi sẽ sớm mai sum vầy, sẽ không có giây phố thưa lại đây. Sài Gòn tôi sẽ tái sinh ra người, sẽ như lúc xưa sẽ lại vui. Bình Tân có vấp Hóc Môn Phú Nhuận, sẽ ôm xiết nhau bắt vui mừng, và anh rồi sẽ dẫn em đi dạo quán quen, chiếc hôn ta cùng trao. Sài Gòn tôi sẽ sớm mai sum vầy, sẽ không có giây phố thưa lại đây. Sài Gòn tôi sẽ tái sinh ra người, sẽ như lúc xưa sẽ lại vui. Yeah. Bây giờ không cắt nữa là tao chết liền.